nay là một buổi sáng đi chợ của mấy anh em ở Hàn Quốc. Vì buổi sáng thì cái mùa này Hàn Quốc nó rất là tối. Bây giờ là tầm 7 giờ sáng thì mặt trời rất là tối. Cái mùa này thì rất là gọi là bất cứ mấy anh em khi mà chúng ta đi chơi ấy, đi làm hay là tầm này nó đều vậy, thì nên là anh em thức dậy buổi sáng đều thấy tối như này thôi. Tối đi làm về là lời sáng, rồi lời sáng. Bạn thấy mệt mỏi không? Bạn thấy mình thức khuya như thế? Không. Hôm nay chúng ta đi chờ ngày cuối tuần, thì không có gì là gọi là mệt mỏi cả. Hôm nay cái video này của chúng ta sẽ đi xung quanh cái chợ Hàn Quốc, mà mình sẽ quay lại cho các bạn cái hành động. Chắc chắn biết khi khu chợ này hoạt động trong vòng chỉ khoảng 2 tiếng buổi sáng. Khá là chờ thì ở đâu cũng vậy đó, chờ thì chỉ khu chờ đây. À vậy à. Thường thì họp chờ người ta hay đi sớm, nhờ quê của ta họ học hay như vậy chứ không phải là vui đến Hàn Quốc. Nhưng mà theo mình cảm quan đấy, cho một các bạn xem có một chuyện kỳ nhiệt độ ở Hàn. Đây nhiệt độ ở đài là 0 độ C. Bán cái phí dùng từ lên nét. Đây là muốn giới thiệu các bạn về sự trải nghiệm đi chợ ở Hàn Quốc một cách rất là truyền thống. Các bạn đi cùng bọn mình nhé. À, con giới thiệu hôm nay. Còn hôm nay đi rất may mắn là có một bạn tài xế chở đi. Tài xế một nhân viên cùng cơ quan rất là tốt. Hôm nay chở anh em đi để gọi là cũng là bác là một người dân địa phương, nên là bác đã biết rất rõ là những cái khu chơi và những cái khu gọi là ăn chơi nhảy múa ở trên cái khu vực Gunsan. Vì thế bác dẫn cho bọn mình đi, cũng là một lời cảm ơn đến bác. Ông đục kính, đục kính mà lao cũng một trên đi đến đây chuyển với ông đường. Kiểu như gọi là có thể đi con xe caravan lắm. Đi xe đi luôn, xe 10 chỗ. Cửa bật cái tiếng này đúng không? Cửa bật cái tiếng này đúng không? Không, xe đi luôn, xe công ty. Xe đi luôn á? Xe giống như này mà. Anh bây giờ lại thêm gì? Anh, 잠깐만. 네, 집에 휴대폰 놓고 왔어. 예. 휴대폰 가져올게. 예. Thì chắc là cũng phải trò chuyện về tài xế. Cảm nhận của bạn về người đàn ông đấy là như thế nào? Hỏi chúng quá. Bây giờ phải hỏi ông là ông chắc là trình độ tiếng Hàn của ông cũng đạt được một đỉnh mức cũng khá là ổn rồi, khi ông có một cái sự tự tin khi mà nói chuyện với người tài xế người Hàn. Chia sẻ tí được. Thì tài năng ông có thể là tại vì sao ông có thể lên được ngồi một cái vị trí cao như vậy? Một người vị trí không ăn ngồi được á, mình chịu một thường cái xe của tôi ấy, là cái con mà gọi là đứng ra nhận thầu là nó sẽ ngồi đến chỗ của ông á. Ê, không có nhận thầu á? Tôi biết đâu. Tôi thì hay trò chuyện với ông tài xế nên sống với người Hàn thì đôi lúc ông cũng đọc được. Đúng, bằng lại đủ ý. Ở Nghệ An rất là lâu năm rồi. Có một cái là tiếng Hàn của tôi giỏi là nhờ tiếp xúc với Nghệ An nhiều và nói chuyện với họ nhiều. Tiếng Hàn vừa học vừa làm vừa nói chuyện tiếng Hàn của tôi dần dần được cải thiện. Đây, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là một buổi đi chơi, không phải đi chơi, đi chờ rất là đơn giản của mấy anh em. Gọi là một cái trải nghiệm khu chợ. Trải nghiệm khu chợ vào lúc sáng sớm. Sáng sớm thì ở đâu cũng vậy thôi. Mình tin chắc là ở những cái không chỉ ở Hàn Quốc còn đâu đó thì cũng các nước khác đi chợ người ta bao giờ họp sớm. Trái đi họp chợ mới đi muộn.
Chợ này là gọi là chợ sáng sớm. Chợ sáng sớm đúng không? Ừ. Gọi là chợ hôm đúng không? Sáng sớm gọi, nếu dịch ra tiếng Việt mình gọi là chợ sáng sớm. Người ta gọi chợ hôm, chợ hôm là chợ chiều. Chợ hôm là chiều à? Ừ, theo tiếng gì đó chợ hôm là chợ chiều. Hôm thì sáng sớm là hôm. Đâu hôm? Có biết không? Không biết. Chiều hôm, chiều chiều hôm là chợ hôm. Ừ. Chỉ biết đấy là cụ từ nói chỉ hợp đúng không? Chỉ có 2 tiếng ngoài. Bạn đi xe hay có bật đèn như thế này không? Vì buổi sáng bọn mình sẽ di chuyển bằng cái xe 24 chỗ. Ừ. Xe nó to hơn xe kiểu xe như ta là xe bít từ... À, thì đấy là xe của ông này đấy hả? Ừ. À, caravan là xe này hả? Không, caravan là xe đẳng cấp hơn. Ừ, đời hơn xe cao hơn con này. Con xe... này là con này sáu một đời. Xe này đi... đi chơi xuống sướng này. Ừ. Đây thì ăn với ta đi chơi thì đơn giản như thế thật bị bọn mình xe không đi chói không cần xe bỏ đi vâng xe xe bây giờ đi chơi nhân viên thì anh không tiến cấp chứ anh lấy xuống bây giờ sẽ làm thử thực hiện chúng ta phải thử làm thử đồng.여기에서 네. 저 끝까지인데 네. 이제 고기하고 고등어 생선은 저 끝까지가 더 많아. 네. 그 해다 줄게. 일단 여기가 8시 30분까지 영업이야. 네. 아침 6시에서 8시 30분. 이게 7시 44분이니까 네. 한 40분 내지 50분 정도. 쇼핑 오케이? 네. 방금 thấy nó là đúng không? Sao vậy chứ? Phía sau. Ông bảo là đến cái chỗ đấy là hết. Chỗ đấy là có cá và cái loại cá mình hay ăn á. Chỗ cá nhiều nên là ông chờ mình tới đấy. Ở đấy là chỉ là còn khoảng 50 phút nữa là ở đấy dọn hết. Nhưng mà hôm đêm quá là mình vẫn thấy. Chiều quá mình đi làm mình thật đầy. Nên vẫn bán ở đấy mất hết hả? 물건 사는 시간 한 50분 정도 네. 사는 시간 네. 이게 8시 30분까지가 네. 오케이? 네. 저 친구가 강원도 같이 가자는 친구요? 네, 네. 어. 저 친구가 그 라이센스 있어? 면허증? 근데? 네 일종 보통? 라이센스? 아, 네. 한국에서 탔어? 한국에서? 네. 어, 한국에서. 한국에서 탔어요.
자, 여기는 생선이 있고. 네. 한옥 저기가 돼지고기 있지? 네. 여기 돼지고기? 잡고기도. 응, 고기. 예, 내려, 이제 차 받을 저, 찾을 테니까. 네. Ông cầm cái đấy đi mà không giảm giá được nữa là thôi đó Vinh đã. Đây, đây, cái cất thay cái bài ra nó sửa bởi. À, rất chăng chua. Ba nó. Thasông mà, thasông mà đi được. Ô, thasông mà đi chăng đi. Nhưng mà phải nói riêng chứ đừng có nói trước mặt mọi người. Ai đòi giảm giá. Ô, hạt bài đi còn bia nhiều. Không có cá gì đặc biệt cả. Thế xin chị chăm theo ngon là hắn là thổ chốt xin cả. Xin chăn là xin Man on in the shop on Hammer to the Kesengo. Omani got to the money. Nếu bạn ta tắm á, có chuyện gì ăn cản đi ăn này mua cho tiền. Ăn cản đi thì ăn này. Cản đi mày ngon này. Thì ông nói là mua cả tuần ăn mà. Cái chim mà. Ăn mua thì mua thôi. Ăn cản đi là mua thôi. Mọi mua ông nấu được thì ông mua, con nấu tôi nấu được thì tôi chưa mua. Cái gò, ở thức kê. 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 Cái gò, ở thức 세 마리 2만 원. 네, 세 마리 2만 원이요? 네. 마건 하이 맹한. 맞아요. 낫 좀 다. 맛있어. 나도? 맛있어. 하이. 세 마리. 아니, 아니, 아니. 까까 주세요. 만 번 님이 정말 홀려. 맞네. 내일은 어떻게 지내도 되겠네. 이사님, 응? 거기 생선 세 마리 2만 원 엄청 비싸요. 비싸? 어디에 2만 원? 이런 생선. 아 이거 얼마예요? 이거 만 원? 아. 거기 세 마리 2만 원. 어디 있어? 뭐비 일? 한 일 좀 더 있긴. 한 마리 2만 원. 예. 아군 얼마씩이요? 또 이거 비싸. 이 집하고 돈 훈훈 너무 용네 고등 어디 나 고등어 이거 하나 만 원이요? 다 한 손에 만 원. 네. 오히려 여기 지가 더 싸. 근데 조금 저거보다 더 짜고 이게 2만 원 이 정도 가 이게. 100만 원에 200만 원에. 할래 게임 해. 이거 타마스 만 원. 오케이. 네 네. 이거 한 마리 더 이렇게 더. 맞겠다. 여기서 한 마리 조금 이게 점수를 더 한 마리 더 넣어달라고 그래. 고맙다. 해보시장 가장 해서 지금 한 마리. 엄마가 올라왔네. 지금 건을 줘봐. 근데 이거 좀 작네. 오케이. 오, 저 만 원은 다 되지. 다 되지. 되지. 이게 낙지죠? 고등어는 그 만 원이요, 만 원. 고등어도 많이. 고등어 간 돼 있어요? 아니, 안 됐죠? 어? 짱고등어. 저 소금 치하지 안 먹어? 미용은 말라 한칸. 간에 가봉랑. 이게 가마 같은 나이야? 물맥인데 요리하면 진짜 맛있는데 니네들 요리를 못해 사실. 이게 잘해야 돼. 마봉원. 간에 phải nấu, phải biết nấu lắm ngon đâu.
야, 속 ngon. 간은? 여기는 생닭. 닭 싸. 닭이 조금 다른데. 닭 한 마리 얼마예요? 네, 7,000원, 6,000원, 토종닭 13,000원인데. 어우, 너무 힘들다. 토종닭은 비싸요. 저기 뭐 없어, 저로 가야 돼. 건바이간 있다. 그리고 잠깐만. 건바이간 있다. 바이간, 거간 바이간. 만에 그 한가 당내 그 당년 인간이 또 많다. 삼십만 개 당기야 지금만 그 이거 중국 반들 당기는 당기. 원래 nhà bà nó muốn muốn những con dao to để bên chặt xuống luôn hay kia. Lâu kia trong cửa hàng các bạn lựa chọn những con dao những kiểu dao hướng lính rất to. Chỗ nên YouTuber imita. Bây giờ người ta nói tiếng Hàn nên cũng đi theo mất quay chứ. Quay à? Quay à? Nhưng mà thường xuyên chúc mừng mình chúc mừng chúc mừng Korea đấy. Nè, Korea thì hàng đó. Đang hỏi ông là chỗ nào bán? Thế chú gì? Bán cái thế chú gì? Thế chú gì sao? Thế chú gì? À, thế chú gì là đau không? Đau không? Đau không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 你让外卖，不，啊，我让小孩子来。还是给你一个，一个，一个嘛。三个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 
Cú mà đi mà luôn nhớ. Đúng rồi bà. Cô biết làm không? Bà ba con làm nữa luôn. Cắt đầm, cắt đầm đốc đó. Đầm nghe bà mất đốc nữa. Cái gì? Hà Nội, gì sợ? Cái gì? 요리를 잘해야지. 네, 요리 잘못하면 나도. 저희 할 줄 알아요. 할 줄 알아? 네. 알았어요, 그럼. 말은 내 디너를 골라. 할 줄 안돼. 네, 사오. 좀 이따, 좀 이따. 다음에. 이제 나 뭐해? 너 나오고 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 아 이것이 2만 원? 그래요. 파가 2만 원이 아니고? 20만 원이다. 저는 파. 이건 얼마야 이거? 저는 만 원만 있어. 이거 만 원. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 마리 20만 원. 니짜, 백원. 35,000원이요. Hôm nay thì chúng ta cũng không thể mong chờ gặp được những cô gái xinh đẹp ở những khu chợ này đâu. Toàn là những ba mẹ với cả những người già họ đi chờ để họ mua sắm. Nhưng còn những cô gái thì có thể là bây giờ họ đang mua siêu thị rồi. Họ có thể là đi làm vào những ngày bận rộn thì họ có thể đến siêu thị họ mua. Đấy. 아 여기 요리 부채 이걸 주인이라 안 좋아 하나씩 이거 많이 이렇게 나오는 거 이렇게 선물 드릴까 하다 Đông mình nghĩ là ngoài này họ không bán nhưng mà đến giờ là họ nghỉ thôi. Chỗ ngoài này. Chỗ ngoài này đến giờ họ nghỉ thì họ bán trong nhà thì họ vẫn bán thôi, đúng không?
이것이 물맥이 요리를 찾는 방법은 이토라 경우였어요. 물맥이라고 그래서 물맥이 그건지 한번 찾았습니다. 고등어 10마리 만원 사랑해 드릴게요. 1인분에 만 사왔어요. ở cái quầy đang đi đây thì là bán về rau quả. Đây mực cá bán rất là nhiều. Chắc là đồ tươi à, nhưng mà thấy nó toàn đông đá hết rồi, không phải là do thời tiết Hàn Quốc nó lạnh quá. Một hộp như này 9.000 won rồi. Ông bảo là ăn cái hàu rất là tốt cho sinh lý. Ăn xong có thể xả. Ông bố cho mình. Ăn xong có thể xả. Về cuốn chiếc bạc. Để chiếc bạc xong bố ông lo đi sẵn. Nên mình làm như kiểu là nhờ bọn mình lại mua mà bây giờ có nhiều người lại mua cho ba đấy. Ba sẽ cảm ơn. Cái này chắc là 2-3 cân rồi. Hỏi tin để ăn thì ngon lắm. Hơi có mé này. Có gì? Có thả. Cứ tháo lên nhà cơ yêu. Bạn thấy không? Người Hàn Quốc nó cũng thấp thôi, không cao đâu. Nhưng mà giới trẻ hôm nay cao. Không, mình đang nói với camera, mình là MC. Người Hàn Quốc cũng thấp thôi, chứ không cao lắm đâu. 2만 원 2만 원 2만 원 đang mặc cả 2만 원 빨리 줘 그냥 여기 저 외국 사람이니까 아 천 원이라고 아니 2만 원 오케이 2만 원 오케이 싸지 않겠나? 우리나라 놀러 왔으니 좀 싸겠죠 할머니 얘 다 흥기네 좀 잘 잡았어 몇 개 빠르게 얘 또 뒤로 뛰었네 얘 또 얘는 아, 뭐, 컨텐츠 컨텐츠 롤.
Người Hàn Quốc họ nhỏ thì thôi, nhưng mà giới trẻ sau này thật sự rất là cáo hiểu là người Tây luôn. Còn thì thị Giang ấy thật là thân cả Việt Nam mình nhiều. Đây loài là không đi loài là trong tiếng Hàn bố gọi là gì đó. Mà nó thằng có bán các gì mà nó đi mà nó chân nó lại được nó mà mắn nhưng mà ông ta giả cho hai mắn đó là cách ta giả khi đi chơi đó cá kiểu cá da trơn viền nó nhưng mà thì con rẻ khốn này bố về ăn thử thầy. Bạn biết nó món gì thế bạn cũng muốn? Cái sao mà sao chứ? Chứ chả. Cái gì? 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 Cái gì?이 불은 사연사에서 직접 딴 거예요. 네. 양식으로. 네. 또 틀려. 아구 세 마리 만 원요. 민호동 서비스요. 만 원씩요? 아구 세 마리 만 원. 그냥 지리로 그냥 맛있어요. 지리는 만 오천 원. 지리가 뭐요? 하얗게 뽀얗게. 뽀얗게. 네, 미나리만 이거. 미나리. 미나리만. 미나리 넣고 무 넣고. 더덕은 안 돼? 진짜 맛있어. 더덕 안 돼요. 아니 거시기 때문에. 미더덕? 아니 그게 아니고. 미더덕 만 원은 안 돼요. 꽃가리 끓여도 되는데 대부분 하얗게 끓여야 맛있어. 지리로 나중에 이거 해줘. 어? 대부분 무어 놓고 đồ đấy toàn đồ đá bởi vì chắc là nhiệt độ xuống thấp quá không? Cho nên đồ tưới nó thành đồ đá. Bán một mà gì cả nó? Gì cơ sơn? 뿌려가지고 저는 뿌려서 어떤 거? 우리요 7천 원 주세요. 그걸 그냥 먹어요. 나물로 그냥 맛있어. 아, 3천 원. 3천 원. 몇 개? 하나만? 하나만? 아, 맛있는 거 왜 먹어? 지금 먹어야지. 언제 먹으려고? 예, có những cái gì tôi muốn mua cắm á, nhưng mà đặt thôi, cái mua hợp lý hơn này nữa. Cùng mua đi, mua về ăn cả tuần nữa mà. Bạn thì cái gì bạn nói với mình chứ, đây bọn tôi
tôi suy nghĩ, tôi đang đi múa là tôi suy nghĩ bọn tôi thì ăn gì thôi chứ. Được, cái gì ông mua một cái đi, ông mua thêm một cái này cho tôi. Được, có đơn giản không? Có đó. Có. Từ bây giờ đi mua. Có những này. Có những cái xuất bột nhưng mà bọn tôi lấy hết thì còn có muốn mà lấy nữa. Ông xuất bột thì về ông chiến đối, ông ăn, ông có được không? Không, bọn tôi ăn hết. Đó thì chỉ ok rồi. Con nóng ông thích cái chi thì ông nói đi để tôi con nói cho ông nhé. Đây này, con chắc lấy cái nữa. Ê, bọn thân sẽ bóng chì bán ơn. Bọn thân sẽ bán ơn. Bọn thân sẽ bóng chì bán ơn. Thả bán ơn. Thì con sao có chứ sao vậy? Bán ơn. Ê, bán ơn. Hả, thịt cơ. Hả, thịt cơ. Mua cái nivea cá ta bỏ đông lạnh luôn bạn ạ. Nhưng mà mình muốn nhiều quá là mình có khi ăn hết lan sẽ không. Không, để hắn nói mình biết thế đâu. Biết thế nào chứ, thích mua đó. Rồi, rồi. Thôi rồi. Thôi ý chút. I'm going to go to the house. Thôi mà rồi xin em. Thôi đi xin em. Thôi 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 xin em. Đó, ăn tí biếu đi. Ăn ở đây cho sáng hơn con bắt không? Chắc là con bắt. Hey, cameraman. Ôi, hey, cameraman. Tức 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 tức. Cũng muốn ăn gì ấy. Không nó rưới. Không ăn thấy thế nào không? Tối á, tối ăn chán. Tê đi người. Chán kìa ông kìa ông. Người ta sẽ thủng ở bên này đấy. Ông quay cho Nính á, tôi bảo Nính đi biếu mà. Ông quay tối làm gì vậy? Thôi. Quay cá đi trong tâm. Quay Nính, tôi bảo Nính, tôi giới thiệu Nính nó chặt loài này chả cá đó, đừng kêu hắn đi view rồi. Đi view. Lắng nghe đừng nói nữa, đi. Ông có thịt chóc điên thôi à. Nên lần đầu ăn bạn cảm thấy thế nào? Chả cá này thì cá thì luôn là một tướng vía. Mà ăn được đấy mà. Phải nói thật là mình này là một dư quân bơ về gọi là dư quân tổng sản. Ăn theo cái mình nói là đơn giản ấy. Không còn gì còn nữa. Chúng ta còn nên nói theo kiểu giống anh Duy Lý lắm. Chúng ta còn nên hỏi bố ông này không tương đang hoặc các kiểu lắm.
rồi hôm nay bạn Bạn thấy thế nào? Nóng không? Tôi cầm cho bạn uống cho thoải mái. Lạnh. Đi chờ là hầu như là sẽ có bên hông chờ thì có những cái lý như thế này. Được từ cái tính chất chả cả để đấy đó. Nó tươi lành mà cái này cũng khá là ở bụng ấy. Bao giờ ăn cái gì nóng rất là nóng. Cái này nóng mới nóng quá đi. Tôi đồ nóng theo cảm nhận của mình thì đồ nóng mới lại khác. Dạ, đi luôn thôi thôi lẹ, cứ mà thằng. Thế chứ sao khỏe lẹ. Ok. Em ăn mà. Ôi mà nó pháp. Đừng có hỏi lại, đừng có nói là nó được thế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
thể đi vô đấy. Đi vô thịt trong đi. Thịt rau trong này. Đi. Bọn chú tự nhớ chú cắn nó, bọn chú đấy. Bà sẽ làm bố đấy. Có biết đâu. Ừ. Đòi đi vào trong nhà, với nhà khỏa đấy có gì đóng không? Có mà, mình có. Đây, mua thịt đấy, rồi mua thịt với nhau chứ. Chuyện cân ở bên thẻ không? Hỏi cân mấy? Cái này là hôm tàn nhau 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 nhau. Chứng lên, chứng của mình phải ra đây. Đấy là đâu luôn? Bán đi. Coi cái ní cà khay nó 12.000 nè. Chẳng hạn gì giá đấy là giá 1 cân hay là giá như thế nào? Cái gì 2kg 1000원 mấy một cân mấy 5.000 cân 5.000 này bạn mua với cắt đôi cắt ba hả lấy 2 cân đi 2 cân hai miếng 2kg hai miếng lấy 2 cân thế à trả lại 3 cân lắm mình lại một chắc hẳn là ăn 2 cân một chắc bạn ăn 2 cân à thì để cả tuần ăn 2 cân thì chắc là hết chứ. Thăng miếng xăng cái lôi rồi. Hả? Hà Nam là 3kg 하고 Hà Nam là 2kg요. 따로따로 담아주세요. 쌈을 또 줘야 돼요. 돼지고기. 제일 부끄러워. 그냥 이렇게 먹고. 아 그냥 괜찮죠? 네. 네, 다 괜찮으세요. 제육볶음을 해야 더 맛있는 이유가 다 넣는데. 3kg 같이 계산했어요. 이게 캔이 얼마예요? 어? 비싸? 1kg에 10만원, 10만원 비싸다. 5,000원 cầm theo cái máy quay lắm, quay được không? Đến đoàn về luôn, quay được không? Quay, 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 nhập hơn chưa? Quay chưa lại, không có rẻ lắm. Bạn thích bò mà về... Nấu pha lẩu ăn ngon lắm. Đấy, một chiếc người mà về mà... Mình... Bạn múa về đấy. Mình múa sướng, mình còn nấu được đâu. Mình chỉ cho mình nấu. Để mang con về... Thịt sướng không về nấu được. Cái nấu được cái thôi, ông nấu thì ông mua chứ đang nữa. Ông như vậy ở dưới mua. Thế là đi mua thôi. Nếu được vừa đến ở mua cái gì? Cái mặt của mình đi rụt. Ông như vậy là bạn ạ. Lại chỗ cái này à? Đúng. Gà đi đặt thì mất con búa. Không, túi đi ngăn gà. Không ngon. Ui, thăm. Gà đi mày dê này, gà đi đặt. Gà đi bạch hồng, bạch hồng.
사치 마리 6,000원. 두 마리 12,000원. 7,000원이야. 어? 7,000원. 좀 큰 거 제일 보이네. 이거 몇 마리? 이거 6,000원. 네. 한 마리? 한 마리 6,000원. 남 바오바이. 이거 7,000원. 이건 작아서 안 되겠다. 이건 먹어야겠다. 이거. 이건 내 좋아. Nó cũng là những cái sản phẩm đảm bảo thôi, nhưng mà nếu mà ông khi tới ông phi đeo ba đó thì ông nhìn qua phải là sao có dịp ông có thể ông muốn ông từ ông đi sắm được à. Ông chỉ cần đưa hình như nó nó mới nhà này nhà bán sắm à sắm bán được với các cái dụng cụ để ông kiểu như là bắt đồ này kia trong kia cũng có rất là nhiều chèn đồ gì để sắt thuộc à cũng có là chúng là những cái sàn mà để chúng cũng có trong đấy thì cũng thiếu vì bạn phải biết là ở khu chợ ngoài này nó chỉ họp để một khung giờ nhất định là họ sẽ giải tán để lại đường đôi xe cùng người ta đấy chứ còn ở trong gà tổ là cái gan to lắm bạn ạ, ăn thân ngán lắm cho mà một con 5 ngàn một hai con ăn được này gà này có tính hoàn toàn chứa được chứ vậy là hình thức lại con tiền đá tiền đá vẫn đắt chứ ngay sửa tồi con chú á ba con 10 ngàn biết con biết mình biết mình cười ba con 10 nghìn ở đóng kia nhưng phải ba đóng kia ba đông nha hôm nay quen ba này sao được nói chuyện rồi này gì quen mô quen vẫn bạn nói chuyện đó đã luôn ăn luôn đây đó Ông đóng đi Caravan chỉ đi làm caravan xe 7 chỗ mà. Tăng thêm một cái đứa ra. Đây,
사자 이제 다시 사 샀지? 네. 오케이. 너 또 나를? bạn không mua cái gì à? Hả? Bạn không mua cái gì à? Mình mua một mấy cân thịt với cá đấy rồi. Sao đâu không mua? Hả? Cái gì ở siêu thị có thì mình thấy đấy những điện đồ có tươi hơn để chứ tài đồ nông đá chứ mà gọi là siêu thị rẻ hơn thì mình đang nếu mình muốn để tôi đào dừng xuống cái gì hôm nay tôi cũng đi cái chợ ra tôi không biết bạn hiểu không ông cái gì tôi đào diện hàng không muốn đi ngồi dưới à ngồi dưới nữa đi từ ngồi dưới chứ ngồi dưới chứ biết con ăn được cái chảy ra bình thịt cà xéo quá. Thôi. Mà thịt đó có đông đá đâu mà được nhiều vậy nhỉ? Không phải do thịt đâu. Do cái này ông mua ốc đô này kia ống cột lại nè. Kìa bán cột rồi. Cái này mình phải đưa với mình dắt đấy. Mình rửa bán, mình lấy sao không mình ta thôi. Bạn bỏ mình vô phía chỗ gần cửa, mình bỏ phía gần cửa. Rồi sau này ông ấy giặt là ông chỉ cần lấy ông sao lâu qua để được giặt ta sẽ tháo một cái này ra chứ mới gần cửa lắm chỉ nó cửa nó sẽ ra trải quá lắm phần anh trải chỉ chỉ là ông nông nè tôi là 35분 네 이거 그냥 끝나야 돼 그래요 가게는 가게는 열고 아 할머니들이 그냥 가야 돼? 그럼 할머니들 다 여기 시에서 못 오게요. 아 그래요? 가라고 그래. 그러면 이 시장 말고 다른 시장 있어요? 어 저 안에 들어가면 구시장 있어. 구시장. 아, 그래요? 어 다른 시장 있어. 이제 낮에 움직이는 저 안에 들어가면 있어. 아. 거기 다 있어 또. 네. 뭐 돼지고기 뭐 생선 다 있어. 근데 đã đi chợ Bến Han là không có đồ tươi, toàn đồ đông lạnh thôi. Đấy. Tươi rất là ít. Thế hèn gì mà mình mới bảo là cá toàn đông lạnh quá không? Ừ. Lần đầu là mình cứ suy nghĩ là có thể là do cá nó trời lạnh quá nên nước nó bám bên ngoài nó sẽ đông đá nhưng mà nó đá là nó đông đá. Bột đồ lạnh nó chả ngon lại được đó là bằng. Ừ. Gần biển nhưng mà có những nơi gần biển mà toàn ăn đông lạnh hết. Về đi chợ thì chợ Việt Nam nó đa dạng về đồ ăn hơn. Mà đồ nó tươi, đồ nó bật lên và, là nó... Và cá, cá thì rất là nhiều loài nhá. Bến Hà đi đi lại khoảng đồ này đi thì như 7-8 loài cá là hết. Chợ Việt Nam rất là nhiều loài cá luôn. Mà đây chủ yếu là cá biển đúng không? Ừ, đấy cá biển con được có một cửa hàng bán cắt cá nước ngọt đấy không? Bến Hà lắm cá nước ngọt. Có những loài mình ăn được nhưng mà đi hàn họ đánh á. Như ốc móng tay này bạn là ông bảo là ông tay sĩ bảo là không ăn người hàn không ăn cả đây. Ừ. Không ăn được. Mà đồ rẻ thì chỉ có mà mắt thương thịt gà và thịt lợn cái loại 10.000 bạc con gà
ở trong nhà có, nhưng mà bên ngoài chấm kiểu giờ này là nó ưu tiên cho bên ngoài nên người ta bán trước này. Xong bây giờ đấy là người ta sẽ dồn cửa hàng vào trong đấy, bạn hiểu không? Dồn vào những người bán lại rãi ở trong kia, người ta bán trong kia. Đó là hình không duy nhất là những giống kiểu buổi sáng xe cô nó chạy nhiều lắm, người ta chấm kiểu cản trở cái việc giao thông ấy, nên người ta chỉ quy định bán đến giờ đấy thôi. À, hồi trước cái bọn đường cung đường bọn mình sẽ đi lang qua đây này, rồi dần dần giống kiểu như những người mà làm ở cung đường này người ta chuyển sang công ty xúc xích nên là thì không đi quá đấy. Cung đường này cung đường bọn mình đi làm hàng ngày mà. Cung đường như thế nào là do người đi làm nó ở đâu thì họ đi qua những cái đó, tiền người ta sẽ đón chứ không phải là nó sẽ cố định của đoàn đường. Vì nếu hôm nay bạn ở nhà bạn chứ người khác lại mới đi làm ở chỗ khác thì người ta phải bắt buộc người ta sẽ để người ta sẽ đón, bạn hiểu không? Bạn biết khu chợ đấy, khu chợ này này bạn phải nhớ một điều là khu chợ này là bên xe đấy đúng không? Đấy là bên xe đúng không? Trước khi đến bên xe có ngã tư đúng không? Ngã tư để tải đi thẳng ra đến cái chợ này. Thông thường ra cái chợ này thì mình có đi qua đây nhiều. Buổi sáng á, mình mà đi xe buýt mà ví dụ đi lên bên xe đến đâu á, hay thấy kiểu các bazaar, các cái xe kéo kéo nhỏ nhỏ đi phía sau ấy. Đúng. Họ sẽ không đi quá chợ. Trước khi đến chợ là chỉ có một cái đường rẻ đi sang bên đúng xe rồi, đúng đấy, rồi, đúng nó rồi. Sẽ đi đường rẻ để đi sang bên đúng xe đi bộ. Đấy